Bây giờ là trên tay cô Sam có bảng điểm và cũng xuất hiện 3 cầu thủ nhí xuất sắc nhất trong năm 2021. Con đã đi đến tới đây rồi. Các con ai cũng đều xuất sắc, giống như thầy nói lúc nãy. Nhưng chỉ có 3 bạn nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Và cái sự cố gắng của 3 bạn đó, thầy và các cô chú cũng đều ghi nhận. Cho nên 3 bạn đó mới nằm trong top 3. Cái bạn đó đá ở vị trí phòng ngự. Wow. Bạn đó cũng đậm người. Đậm người là tụi con hiểu đậm người không? Là hơi đậm tròn trĩnh một tí, hơi mập mập một tí. Bạn ấy đang trong quá trình giảm cân. Xin chúc mừng Nguyễn Tấn Nam. Tấn Nam với số điểm là 136 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 trong top 3. Bạn tiếp theo có vòng ngự rồi. Bây giờ tấn công. Bạn đó cũng vừa người thôi, cũng hay ghi bàn nè, cũng hay giành chiến thắng cho đội mình nè. Bạn ấy rất lém lĩnh, đôi khi nói hơi nhiều, cỡ chú Ali thôi. Và bạn ấy cũng đang mặc một chiếc áo màu đỏ giống như chú Ali. Dạ, yeah. Nguyễn Xuân Chương. Yeah. Yeah. Nguyễn Xuân Chương với số điểm là 143 điểm. Còn một bạn nữa. Chắc các con cũng biết, có lẽ trong suốt một hành trình thì bạn đó cũng rất là mẫu mực đối với thầy, xứng đáng là đội trưởng trong đội của chúng ta. Bạn ấy khá mỏng, cũng rất là chín chắn. Cô xin chúc mừng Võ Hoàng Thiên Quý. Võ Hoàng Thiên Quý với số điểm là 170 điểm và đứng ở vị trí cao nhất. Còn bây giờ thì cô Sam xin mời thầy hãy trao những chiếc bằng khen để chứng nhận cho thành tích học tập của các con nha. Một lần nữa cô Sam chúc mừng top 3 cầu thủ nhí xuất sắc 2021. Hãy đón xem cầu thủ nhí 2021 vào lúc 15h10 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 18 tháng 9 năm 2021.